Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện người trồng hoa trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị cho mùa hoa đón Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi cho hoa phát triển. Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, nên nhiều nhà vườn lo lắng về sức tiêu thụ của vụ hoa Tết năm nay. Xã Láng Lớn, huyện Châu Đức có khoảng 50 hộ trồng hoa. Hiện bà con đã xuống giống gần 30 hectare hoa Tết. Các nhà vườn đang phủ lưới, cắm cọc để hoa vươn thẳng đẹp. Nhận định tình hình kinh tế khó khăn, thị trường tiêu thụ hoa sẽ không khả quan như mọi năm, nên anh Nguyễn Hoàng Sinh chỉ trồng 2.000 chậu hoa cúc đại đoá, giảm 1.000 chậu so với năm ngoái. Kích cỡ chậu hoa cũng được anh thay đổi, tập trung vào chậu cỡ vừa thay vì ưu tiên trồng nhiều chậu lớn như năm ngoái. Đến thời điểm này, mới chỉ khoảng 30% chậu hoa của anh được thương lái đặt mua, chậm hơn năm ngoái 20%. Lo hoa ới ẩm, anh Sinh đã đăng ký thuê một kiosk trong chợ để bán vào dịp Tết. Thường thường làm đây thì cũng giao cho thương lái hết. Nhưng mà năm nay thì phải thủ một ô ngoài chợ, nếu mà không hết thì phải đem ra chợ. Anh Đoàn Văn Bình trồng 1.000 chậu hoa cúc Tết. Cũng lo sức tiêu thụ giảm sút, anh Bình chỉ trồng loại chậu nhỏ vừa giá tiền của người dân. Nhưng đến thời điểm này, vẫn chỉ có một số ít hoa trong vườn được thương lái đặt mua. Một năm tháng này còn hơi yếu. Cánh Tết rồi nhiều lúc thời điểm này nó chưa hút lắm. Tại làng hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, làng hoa lớn nhất tỉnh, vụ hoa Tết năm nay bà con xuống giống khoảng 20 hectare. Cũng như các nhà vườn khác, trong số 5.000 chậu hoa cúc Tết của mình, ông Nguyễn Văn Nam ở khu phố Kim Dinh chỉ dành khoảng 1% cho chậu hoa lớn trên 1 mét, còn lại là các chậu hoa nhỏ từ 80cm xuống 30cm. Do điều kiện giao thông thuận lợi, nên ông Nam may mắn được các thương lái đặt mua hoa gần hết, trong khi các nhà vườn lân cận thì vẫn mòn mỏi chờ đợi khách hàng. Thì thấy năm nay thì có vẻ là cũng chậm, nhưng mà cái vườn nhà này thì cũng được chuẩn bán gần như hết rồi. Còn ít thôi, nhưng mà các vườn khác này cũng còn chưa được bán mấy. Kinh tế khó khăn, sức tiêu thụ chậm, nên theo các nhà vườn, năm nay giá hoa Tết sẽ không tăng so với mọi năm, dù chi phí phân thuốc nhân công tăng hơn 10%.